Giờ lại em sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những cái thứ kinh dị anh. Ví dụ như sợ ma. À, dạ giống giống vậy đó. Rồi sợ gì nữa? À, những thứ giống ma. Thử thứ giống ma. Bạn gái run quá. Em dạ em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Em ở gần Bảo Lộc, Bảo Lâm ạ. Anh cũng có một dịp để đi lên trên đó, tại anh cũng chưa lên Đà Lạt bao giờ, nghe nói Đà Lạt đẹp hơn. Con gái Đà Lạt cũng đẹp. Dạ, thật ra em không phải gái gốc Đà Lạt. Em có muốn là người quản lý tiền bạc trong gia đình? Em nghĩ là người phụ nữ thì nên giữ tiền thì sẽ tốt hơn. À, Võ Văn Hiệp, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là đang hỗ trợ phần kinh doanh của tại ngân hàng Sacombank. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 30 ạ. Mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Thảo. Em 31 tuổi ạ. Em làm kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Lâm Đồng. Mình có ngại quen bạn trai mình nhỏ hơn mình một chút xíu không? Dạ miễn sao người đó chín chắn và có suy nghĩ. Không vấn đề gì hết ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là tính em là thẳng thắn và em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em á thì nhiều khi em thấy thẳng thắn quá thì cũng không có tốt. À còn gì nữa? Bạn gái run quá. Em bình tĩnh thôi, có gì đâu, không có gì run hết. Bạn trai hát được không em? Tặng bạn gái một bài, bạn gái đang hồi hộp. Dạ không phải sẽ trường nhưng mà một chút xíu chắc cũng được ạ. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình ngồi ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà này trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Để bạn trai bên đây nói trước đi cho bạn gái đỡ rung ha. Rồi. Bạn có khuyết điểm, ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là thể thao ạ. Thể thao? Dạ, đặc biệt là đá bóng, em rất là thích đá bóng ạ. Còn gì nữa? Dạ, ngoài ra thì em có thể làm được việc nhà, nấu nướng giặt giũ. Được rồi, biết nấu nướng giặt giũ là làm việc gia đình là được rồi, đàn ông vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không? Tật xấu gì không? Dạ, cái khuyết điểm lớn nhất của em đó là nói hết ạ. Với lại em hay bị tâm lý ở chỗ đông người ạ. Giờ lại em sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những cái thứ kinh dị anh. Ví dụ như sợ ma. Dạ giống giống vậy đó. Rồi sợ gì nữa? Những thứ giống ma. Thử thứ giống ma. Có thấy con ma chưa? Dạ trên phim ảnh. Trời ơi, đi chơi bạn gái sợ ma rồi sao trời? Dạ tại em có một mình á. Dạ, nếu mà hai mình chắc là sẽ đỡ sợ hơn. Rồi bạn gái có sợ ma không? Dạ em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Mốt có vé xem phim, hai bạn rủ nhau đi xem phim kinh dị, có ai sợ hơn ai ha. Rồi nãy giờ có nhớ ra được khuyết điểm gì của mình không? Khuyết điểm của em là em hay ngại trước đám đông, mất bình tĩnh và em cũng có một chút hơi nóng tính. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì em chia tay cách đây hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì em thấy cái quan điểm sống của hai người càng ngày càng không có hợp nhau. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua một mối tình chính thức và cũng vài mối tình đơn phương rồi chị. Tại sao chia tay? Dạ cũng hồi đó sinh viên em cũng hay chơi bóng nhiều á anh. Xong rồi bỏ mê bạn gái đúng không? Dạ. Mê bóng mà bỏ bạn gái là không có được. Mai mốt á là phải chăm sóc bạn gái, dành thời gian cho bạn gái nha. Dạ. Thôi bây giờ để anh coi bạn gái sao mà nhút nhát dữ vậy. Nhát lắm. Bạn gái dễ thương. Hàng ngày em vẫn nhút nhát vậy đó hả? Dạ không anh, tại là em trước đám đông này em hơi bị mất bình tĩnh. Bây giờ là bình tĩnh đi, hít thở thật sâu vô nè. Thôi thở ra, cười tươi lên. Đâu có gì đâu, khỏe chưa? Dạ em thấy đỡ nhiều rồi. Khỏe ra rồi ha. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào, nói cho anh coi giống bên đây không? Người phải cao hơn em. Cao, có cao. Quá cao luôn. Em thích một người tròn tròn chứ em không thích ốm. Tròn. Có một người tròn. Có tròn, đang đứng. Em thích một người làm trong công việc nó có tính chất sáng tạo á anh. Em làm việc sáng tạo không? Dạ có anh. Có, sáng tạo mới kiếm khách gì được chứ, gì nữa? Em muốn một người đã sống tình cảm, thiên về gia đình nhiều. Được không? Dạ được anh. Dạ. Biết san sẻ việc nhà này kia, biết quan tâm đến mình, đến gia đình mình. Mẫu hình lý tưởng? Anh Quyền Linh ạ. Hả? Anh này cao hơn anh, trẻ hơn anh. Không chọn bằng anh. Tính tình dễ thương hơn anh, rồi xong. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Thứ nhất thì em thích một phụ nữ có một cái nụ cười thiệt là tươi. Thích chơi thể thao một chút xíu cũng tốt.
hiền dịu một tí, đừng có cá tính quá. Còn gì nữa không? Nhiều lắm thôi. Khoan, để hỏi em có chơi thể thao gì không em? Dạ em không có chơi thể thao. Cố gắng quen anh này, anh sẽ dẫn đi chị đá banh. Dạ. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Dạ chắc khoảng một năm là... Sao em cao quá vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Em cao mét mấy? Dạ 1m84 ạ. Hả? Được. Ngoại hình muốn cao thấp, mập ốm, tóc dài, tóc ngắn, muốn kiểu hình dung như thế nào? À dạ, nhắc tới ngoại hình mới nhớ, đừng có gầy gầy quá. Không có gầy đâu, yên tâm. Em thử hình dung bạn gái bên này như thế nào, em đoán thử coi cái linh cảm của em có đúng cái không? Cái linh cảm của em á hả? À, chắc bạn sẽ không gầy ạ. À, tính tanh tính tình thì cũng khá là hiền. Rất hiền, không gầy, bạn đã đoán đúng. Đúng gì, nãy giờ thấy nhút nhát không dám nói là biết hiền rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chú Thiếm và em trai của em. Chào Nguyên Linh với chào các tường quay với chào bạn bên. Cháu trai thì cũng mạnh dạn, được, cũng vui vẻ. Thì thấy cũng được. Cho thêm ý kiến em trai, em ruột đúng không? Dạ em ruột của em. Em ruột rồi. Dạ em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người, chào anh trai. Dạ em thì thấy anh trai có sở thích rất là giống em rồi, em thích rất là thích đá banh. Em thấy anh thì cũng với chị cũng đứng tuổi rồi, nên hãy suy nghĩ thật kỹ để đi đến cái quyết định chính chắn của mình. Dạ em cảm ơn. Bạn trai đi với ai? À, dạ em đi với lại chị gái, em gái với lại mấy bạn đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là chị ba của Hiệp. Bạn gái này cũng dễ thương. Nếu mà được thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tiến tới. Gia đình mình có đưa ra tiêu chí muốn tìm con dâu như thế nào không? Dạ không, má em nói là dâu hiền là được, nhưng mà em thấy bé thì cũng hiền. Dạ em chào chị. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bây giờ tới giây phút hai bạn gặp nhau, chúng tôi sẽ mở hàng rào ra. Rồi, gửi tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Quá cao. Hai món quà nhỏ này là em tự tay em làm để gửi cho anh chị. À vậy hả, em tự theo đó hả? Dạ em tự làm ạ. Rồi cảm ơn em nhiều. Cha, dễ thương quá. Còn đây là món quà mà em đem hôm qua, em thức cả đêm để làm cho anh. Hy vọng là nó vừa thôi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì mà làm cả đêm tặng vậy? Mở ra coi thử anh coi. Mở ra xem được không? Dạ được ạ. Một cái nón len chị. Ồ. Đẹp quá. Đội vào đi em, đội vào. Ồ. Quá đẹp luôn. Đội vừa đội sâu quá, tao tưởng đi tu. Anh có thích món quà này không ạ? Thích em, đẹp. Em khéo tay quá không? Bữa nào làm anh mấy cái nữa nha. Chứ vậy, làm cái làm chi mấy cái? Tao thức nguyên đêm mới làm được cái đó đó. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em có muốn hỏi gì không? Em thích một người đàn ông chủ động hơn. Trước tiên thì anh thấy em rất là hiền và dễ thương. Em ở Lâm Đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Có gần thành phố Đà Lạt không? Dạ không, em ở gần Bảo Lộc, Bảo Lâm ạ. Anh cũng có một dịp để đi lên trên đó, tại anh cũng chưa lên Đà Lạt bao giờ, nghe nói Đà Lạt đẹp hơn. Thì lại nghe nói con gái Đà Lạt cũng đẹp. Dạ, thật ra em không phải gái gốc Đà Lạt. Cứ về thì tiền bạc ai giữ? Em có muốn là người quản lý tiền bạc trong gia đình? Em nghĩ là người phụ nữ thì nên giữ tiền thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh không có cái quan niệm đó. Mình nên chia sẻ nhau một chút. Ví dụ như nếu em giữ hết thì anh cũng hơi khó. Tại vì quan điểm của em là em không có giữ hết tiền của anh. Ví dụ như là anh về anh đưa bao nhiêu rồi như thế nào đó, thì cái quỹ chung như thế nào đó để lo cho gia đình. Còn có vấn đề mà người đàn ông mà của em á, mà nghĩ là đi ra ngoài mà không có đồng trong túi là không có chuyện đó xảy ra. Trước khi quyết định bấm nút hay không bấm nút, chàng trai sẽ thể hiện cái tài năng của mình là một người mê bóng. Mê bóng đến nỗi mà bỏ bạn gái luôn đó hả? Dạ, đến với chị em cũng có một màn quay diễn nhỏ nhỏ mà cũng lâu quá không gặp, nên có gì quý vị khán giả bỏ qua cho. Rồi. Wow. Dữ nha. Đây là cái sân khấu đó, sân khấu hơi nhỏ. Tập quá mà tập đó nó người yêu bỏ luôn mà. Hôm nay mê bóng gì mê nha, nhưng mà nhớ là phải chăm sóc cái người mình yêu thương, quan trọng lắm nha em trai nha. Đây, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Một.
2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Cao quá nha. Cao. Các bạn làm tôi cũng giật mình, tưởng nó không ai bấm hết trơn chứ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Rồi, hôn nhau nào. Thầy qua được 30 tình rưỡi. 30 tình rưỡi luôn. Không có đồ con. Đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Tóc dài, màu đen. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời bạn giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước để làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên ạ. Tức là dạ. Của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. À, làm dạ. Ở Bình Dương á. Dạ em làm ở Bình Dương. Lại rồi bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ, điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế còn trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát, mình cũng dạ. Giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn á, khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài Châu Anh gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình của cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị Tường. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó mối tình nào sâu đậm vậy? Mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu trung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian, và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau, nhưng mà cố gắng để quen nhau,
nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em? Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói luôn cho không, bạn trai mình. Không quá đô con. Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái nói em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1m7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai, tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được dạ. Đâu anh qua anh xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi. Em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng dạ, không? Không phải ạ. Tùy vào bạn trai thì như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm? 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Sơ thượng. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra. Anh nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi, dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thì mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ cảm ơn mợ. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ. Và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo. Mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương, hiền. Và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ, sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn trong lúc anh suy nghĩ. Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương. Anh làm ở
chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ của em. Em làm ở trong viên ship 2. Viên ship 2 à? Vậy mình có thể gần nhau rồi đó. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy, còn 3-7 thì em ở nhà. Và chủ nhật thì ở nhà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy thì anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sóng nhiều lắm. Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệng lưỡi dữ ha. Cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Một tuần, mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình. Và giống cậu em, cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé bé rồi hôn đi bé đang chờ.